các tu sĩ Phật giáo biểu tình tại Thái Lan phản đối cuộc đàn áp của cảnh sát tại Miến Điện tin từ Bangkok. 50 tu sĩ Phật giáo tập trung bên ngoài tòa đại sứ Miến Điện tại thủ đô Bangkok phản đối cuộc đàn áp người biểu tình gần đây của cảnh sát Miến Điện. Những người biểu tình này đang chống lại kế hoạch mở rộng mỏ đồng tại khu vực Shanghai ở miền Tây Bắc Miến Điện. Các nhà sư Miến Điện đang sống tại Thái Lan cầu nguyện cho những người biểu tình tại quê nhà. Họ mang những biểu ngữ và hô khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt bạo lực. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi cảnh sát chống bạo động Miến Điện phun vòi rồng và bắn hơi cay để giải tán cuộc biểu tình kéo dài 3 tháng qua chống lại dự án khai thác mỏ đồng do quân đội Miến Điện và đối tác Trung Cộng điều hành. Các nhà hoạt động tại Miến Điện cho biết là có ít nhất 50 người bị thương và 23 người phải nhập viện, một số còn bị phỏng sau khi cảnh sát ném các thiết bị dễ cháy vào trại của họ. Sau nhiều thập niên áp bức, mỏ đồng Monikwa trở thành một phép thử cho một cải tổ Miến Điện, trong đó có việc nới lỏng luật biểu tình kể từ tháng 7 vừa qua. Điều này thể hiện sự bất mãn ngày càng gia tăng đối với các công ty Trung Cộng đang mở rộng trên toàn quốc trong những năm gần đây.